rất thơm ngon và hấp dẫn. Đây, món cá kho tộ của mình, cá rô kho tộ. Và hôm nay Vịnh Khuyên muốn chia sẻ đến anh chị em và các bạn món cá này và cách kho sao cho cá ngon, thấm gia vị và thơm ngon. Và có cái vị cay cay cũng như là hơi hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt, dùng để mình chấm rau nè. Và bây giờ thì nếu như anh chị em và các bạn nhìn thấy món cá kho này ngon thì mình vào bếp và cùng làm nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. Sẽ cho vào đây 2 muỗng canh muối. Thì thường là rửa cá thì mình khuyên vẫn hay rửa muối và giấm. Mà với cá rô này thì mình có thể rửa thêm rượu, bởi vì cái cá rô nó khá là tanh do nó là cá đồng đó. Mình khuyên sẽ lấy rượu và cho vào đây nè. Đây là cái loại rượu mà hôm trước mình khuyên chia sẻ trong cái cách ngâm rượu đó. Ngâm rượu mà rượu gừng. Mang vào tay và mình sẽ làm cá nha. Đây là 3 con cá rô. Có khối lượng tịnh là 425g. Cá được nhập từ Việt Nam. Và mình khuyên muốn lưu ý là với cá đồng hay là cá biển, thì đặc biệt là với cá đồng, anh chị em và các bạn cần lưu ý là mình sẽ lấy cá từ đông đá ra. Mình chỉ chờ khoảng 5 phút đến 10 phút. Mình không có chờ lâu, bởi vì nếu mình chờ lâu thì cá này nó sẽ bị ương do nó ở ngoài cái nhiệt độ phòng của mình nè, khoảng 20-21 độ. Thì cái nhiệt độ phòng nó rất thích hợp để cho cá ương nếu như mà mình để lâu đó. Do đó mình cứ muốn nhắc là mình không được để lâu. Khi mà mình để nó mềm nhũn ra là cá nó bị hư rồi. Sờ vào mình thấy hơi hơi còn cứng cứng, hơi hơi mềm mềm, thì mình sẽ đi rửa nha. Cá này người ta bỏ vào trong hộp và hút chân không. Và ở đây người ta đông dạng như người ta có đá nè, để cho nó lạnh đó. Đây người ta chế nước thôi nè, để cho khi mà đông đá nó thành một tảng đá nó lạnh. Mình sẽ cho vào đây nha. Và lúc này cá nó hơi hơi cứng cứng, nó không có mềm nhũn ra đâu. Thì mình rửa nha, cho nước lạnh vào. Chỉ cho một chút thôi, bởi vì nếu mình cho nhiều quá thì cái nước muối với lại rượu nó không còn tác dụng nữa. Để tiết kiệm thời gian thì mình khuyên sẽ cạo sạch, rửa sạch thật là sạch 3 đến 4 lần nước. Sau đó thì mình khuyên sẽ quay lại để mà chia sẻ cái bước tiếp theo nha. Lưu ý nhớ cạo ngay chỗ này nữa nè. Ngay chỗ đây nó cũng có nhiều, rất là nhiều cái vảy còn sót lại đó. Cá sau khi mình rửa sạch xong rồi, mình dùng khăn giấy nè, mình thấm cho nó khô bớt nước. Bởi vì mình khuyên thấm khô do cá này nó đông đá đó. Nếu mình không thấm thì nó nước nhiều lắm. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị qua mình ướp cá nha. Đây là nguyên liệu hôm nay mình gồm có 3 con cá nè. 3 con cá khoảng 425g. Và ở đây mình khuyên có 2 củ hành. 2 củ hành tím to nè, khoảng 20g. 3 tép tỏi, một chút xíu gừng khoảng 5g. Ớt xanh nè, rồi ớt hiểm nếu mà mình ăn được cay. Và nếu như mà mình không ăn được cay đó thì có thể cho cái ớt này. Ớt này mình khuyên chia sẻ nhiều lần rồi đó, trong cái món cá kho. Và bây giờ thì mình sẽ lột củ hành nè, gọt cái vỏ gừng ra, lột củ tỏi cũng như là sau đó mình rửa sạch nha. Thì với một cái lượng cá là 425g thì mình sẽ cần vào đây là cái nước mắm này. Mình sẽ cho 1 muỗng canh nước mắm hoặc là 1,5 muỗng canh. Nếu như mà mình không dùng muối thì mình cho 1,5 nha. Còn nếu mình dùng muối thì mình cho 1 muỗng canh nước mắm thôi. Và 1/2 muỗng cà phê muối. Nếu mình cho nhiều quá nó có thể bị mặn đó. 1 muỗng canh đường. Mình sử dụng đường cát vàng. Luôn luôn trong kho cá mà để cho nó ngon đó thì mình nên sử dụng đường cát vàng nha. Tiếp theo mình sẽ cho bột ớt. Hoặc là đây là cái ớt không cay, nó hơi the the, mình khuyên cho vào đây 1 muỗng cà phê. Mình nên cho tiêu giả dập thì nó ngon hơn là tiêu xay. Mình cho nửa muỗng cà phê hoặc 1 muỗng cà phê nếu ăn cay nha. Rồi bây giờ toàn bộ cái này mình sẽ trộn đều và mình ướp vào trong cá nè. Mình sẽ cho 2 mặt cá và cũng như là mình cho cả vào trong bụng của cá luôn nha. Bước tiếp theo mình sẽ giã cái củ hành này ra. Và mình giã để cho nó ra cái tinh dầu đó. Rồi sau đó mình bằm. Và ớt hiểm. Nếu như mà nhà mình ăn cay được thì có thể giã ra. Còn mình khuyên nhà không ăn cay được, mình khuyên để nguyên trái luôn. Sau khi mà mình bằm xong cái này, mình sẽ cho vào trong đây 1/3 để mình ướp nè. Và cái này mình sẽ trộn đều lại. Sau đó thì anh chị em và các bạn sẽ ướp cái này trong vòng khoảng 1 tiếng hoặc là 45 phút là ít nhất để cho nó ngấm đó.
Và với hành lá thì mình sẽ cắt nhuyễn à, nhưng mà do ở đây mình khuyên mua cái hành lá nó to quá thì để cho nó cái món ăn của mình nhìn vô mình thấy nó đẹp thì mình có thể dùng dao mình cắt cho nó nhỏ ra, rồi sau đó mình cắt nhuyễn nha để nó ra thành hành nhỏ chứ không là nó to lắm. Ở đây là hành tây nên nó to. Ở Việt Nam mình có hành hương, nó nhỏ và nó thơm. Với thịt ba rọi thì mình sẽ cắt sao cũng được, mình có thể cắt lát hoặc là mình cắt cái sợi sợi đó, hoặc là mình cũng có thể cắt theo như thế này 1 cm nè, sau đó thì mình cắt lại như thế này. Những cái cục như thế này nha. Để mà kho cá này ngon đó, mình sẽ mua cái thịt ba rọi mà nó nhiều cái mỡ. Nhưng mà mình khuyên thích ăn cái nạc nhiều hơn, do đó mua cái nạc nhiều hơn. Mình cắt dày 3 đến 4 mm bề dày nha. Và mình thích ăn nhiều thịt thì mình sẽ kho nhiều thịt. Hôm nay mình khuyên kho thịt bằng với lại cá. Đây là 400 g thịt luôn. Sẽ cho vào đây một chút xíu tỏi, hành, gừng, tiêu, mình sẽ cho tùy thích nha. Mình khuyên cho nửa muỗng cà phê, 1 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái này lên và mình cũng sẽ ướp ở đây. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, mình khuyên sẽ kho cá đây. Cho vào đây khoảng 1 muỗng canh nước, cái nước lạnh đó, nước gì cũng được. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh vung đường nâu. Mình nên cho cái đường nâu vào để mình thắng màu nha, cho nó lên màu đẹp. Bây giờ mình sẽ chờ cho cái đường này nó tan ra nha. Khi mình nhìn vào trong cái nồi, mình thấy nó lên những cái bong bóng to đó, là nó sắp đạt được cái màu như mình mà ưng ý rồi đó. Thì mình sẽ cho vào đây một hoặc là 2 muỗng canh dầu. Mình khuyên cho 1 muỗng canh dầu thôi. Và mình sẽ từ từ chờ cho cái màu nó lên đẹp. Như mình khuyên cũng đã từng chia sẻ là cái dầu nó sẽ giữ cho cái màu nó ổn định, màu nó không có bị sau khi mình làm xong thì cái màu nó ổn định để cho cái món ăn của mình nó vẫn giữ cái màu đẹp mà nó không có bị đen hoặc là nó không có bị lợt màu đi đó. Trong cái thắng màu đường thì mình khuyên đã có chia sẻ hôm trước rồi trong video cách làm nước màu hoặc là cách làm nước hàn hay là caramel đó, thì mình sẽ thắng hơi lâu, mình cần cái lửa nhỏ để cho nó lên cái màu đẹp. Nếu như mình để lửa lớn quá nó dễ bị cháy thì lúc mình kho cá nó đen và nó sẽ bị đắng đó. Bây giờ mình khuyên đang hạ lửa và để nhỏ xuống từ từ nha. Và bây giờ thì nó như thế này là được rồi, cái màu nó đẹp rồi, nó nâu lên nè. Vậy là vừa, nếu mà mình để đậm nữa là một chút nó đen lắm. Mình sẽ cho một lượng nhỏ, một nửa cái này thôi nha, để mình làm cho nó thơm đó. Và mình cho cái thịt này xuống dưới, mình sẽ cho một nửa thịt xuống dưới, mình chừa một nửa để chút mình cho lên trên. Sau đó thì mình xếp 3 con cá này vô đây, cho 3 con cá này vô nè, để cho nó nằm gọn lên. Mình khuyên để lửa nhỏ và cho toàn bộ cái này vô luôn. Tiếp theo mình sẽ cho cái thịt lên trên, mình sẽ cho một phía nè. Bây giờ mình sẽ mở lửa lên một chút nha. Sau khi kho được 5 phút rồi, mình khuyên sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ đậy nắp lại và mình kho tiếp tục 5 phút nữa. Sau khi kho được 5 phút, mình mở nắp ra. Cái lý do mà mình khuyên để thịt ở bên dưới đó, đó là do cái da của cái con cá nó dễ bị tróc đó. Nếu như mà mình không có lót thịt ở bên dưới thì lúc sau cái da cá nó tróc ra nó mất ngon. Mình sẽ quay trở lại để cho cá nó ngắm nè. Như thế này thì cá nó lên màu và nó không có bị trầy. Mình khuyên đổi con cá này xuống luôn. Con này cũng vậy luôn, mình đổi nó cái mặt này xuống. Đó, mình làm như thế này nó không có bị trầy. Và bây giờ sẽ đậy nắp lại tiếp. Nhưng mà trước khi mình đậy nắp lại, mình sẽ cho toàn bộ cái củ hành này vô. Mình sẽ chừa cái hành lá này chút mình cho lên sau nha. Và nhớ là đậy nắp lại 5 phút nữa nha, lửa trung bình luôn. Và để cho cá được thơm ngon đó, mình sẽ kho với lại nước dừa. Đây là cái nước dừa tươi hôm trước mình khuyên đã chia sẻ rồi đó. Mình sẽ cho vào đây khoảng 100 ml.
Tiếp tục nha, mình sẽ đun trong vòng 5 đến 10 phút nữa. Sau khi mình đun 5 phút nữa, nãy giờ 15 rồi, và mình sẽ cho nó ngập cái mặt của cá. Mình bây giờ sẽ không có đậy nắp nữa, và mình sẽ mở nắp và mình kho đến khi cạn nha. Không đậy nắp nữa. Tiếp tục sẽ mở nắp nè. Và mình cũng nêm thêm vào đây một muỗng canh nước tương. Đun cái này đến khi cạn nha. Nó cạn đến khi nó đạt được cái màu ưng ý của mình. Và để cho món cá kho được ngon hơn, mình sẽ cho vào đây 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Để ở đây và kho từ từ đến khi mà cá nó chín. Đây là nồi cá sau 40 phút mình kho đó. Đây cái nước nó còn hơi sền sệt. Nếu như mà mình muốn cho cái nước này nó cạn hơn thì mình sẽ kho thêm thời gian nữa, từ từ lửa riu riu cho nó cạn. Còn như Vành Khuyên muốn như thế này là mình ăn được rồi, bởi vì mình cần cái nước để chấm rau đó. Thì bây giờ Vành Khuyên xong thì tắt bếp, mình sẽ cho vào đây một chút xíu cái tiêu. Tiêu mình giả dập thôi cho nó ngon, mình đừng có xay tiêu nhuyễn quá. Cuối cùng thì cho hành lá lên nha. Đây là một món ăn rất là ngon luôn. Mình sẽ ăn cùng với cơm, và mình sẽ làm món ăn thường ngày cho gia đình của mình. Bây giờ thì nếu như anh chị em và các bạn mình thấy thích làm món cá kho, cá rô kho tộ như thế này thì vào bếp và cùng làm nha. Mình Khuyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video kỳ tới.